Nắng nóng, điện áp quá tải không ổn định ảnh hưởng tới thiết bị điện và chất lượng cuộc sống gia đình bạn. Đừng lo, này đã có máy tự động ổn áp Euro Standard. Sử dụng 100% dây đồng, công suất máy vượt trội, phản ứng tức thì khi có sự thay đổi điện áp đầu vào. Thiết kế tinh tế với áp 3 đảo chiều giữa điện trực tiếp và điện qua ổn áp, bảo vệ quá dòng và quá áp qua hai tầng áp. Máy tự động ổn áp Euro Standard, ổn định điện áp, bảo vệ thiết bị cho gia đình bạn. Sản phẩm được bảo hành 4 năm, đổi mới trong năm đầu sử dụng. Máy tự động ổn áp Euro Standard, thương hiệu xuất khẩu của Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Chế tạo Thiết bị Điện lưới miền Bắc. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với bản tin kinh doanh ngày 22 tháng 6 2021. Trước khi đến với nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm đăng ký để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày tại Độc Đáo TV. Sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. SoftCo của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo muốn làm khu logistics và công nghiệp hàng không 1650 ha và khu đô thị du lịch sinh thái 1000 ha tại Cần Thơ. Laker ra mắt smartphone đầu tiên, giá siêu đắt khó mua. Google đang phát triển mạng lưới tìm kiếm, quyết tâm cạnh tranh với Find My của nhà táo. Cảnh giác với công nghệ sạc nhanh 200W của Xiaomi. YouTube đưa tính năng Picture in Picture lên iPhone và iPad. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. SoftCo của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo muốn làm khu logistics và công nghiệp hàng không 1650 ha và khu đô thị du lịch sinh thái 1000 ha tại Cần Thơ. Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã ký văn bản số 2231 /UBND-XJDT chấp thuận cho công ty cổ phần tập đoàn SoftCo thực hiện khảo sát, nghiên cứu đề xuất các dự án trên địa bàn thành phố. Theo văn bản này, SoftCo được thực hiện khảo sát, nghiên cứu đề xuất các dự án gồm khu logistics và công nghiệp hàng không Cần Thơ tại đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy, quy mô khoảng 1650 ha, giai đoạn 1 khoảng 350 ha và dự án khu đô thị du lịch sinh thái Phong Điền, huyện Phong Điền, quy mô khoảng 1000 ha. Đối với dự án Terminal Cargo và Hangar, khu chức năng sửa chữa tàu bay tại sân bay quốc tế Cần Thơ, quy mô 1,8 ha, lãnh đạo thành phố Cần Thơ giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ hỗ trợ cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho SoftCo liên hệ trao đổi với Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Hàng không Việt Nam tiến hành khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án đảm bảo đúng quy định. Thời gian khảo sát và nghiên cứu là 6 tháng kể từ ngày có văn bản chấp thuận. Laker ra mắt smartphone đầu tiên, giá siêu đắt khó mua. Thương hiệu máy ảnh lừng danh Laker đã chính thức công bố chiếc smartphone đầu tiên của mình mang tên Laser Phone 1. Về cơ bản thì Laser Phone 1 là phiên bản đổi tên của chiếc Sharp Aquazero 6, cũng từng được công bố cách đây không lâu tại Nhật Bản. Điểm nhấn của chiếc máy này là cụm camera 20MP với cảm biến 1-inch lớn nhất trên thế giới, đi kèm với đó là ống kính tiêu cự 19mm và khẩu độ f/1.9. Về cấu hình thì Laser Phone 1 được trang bị con chip Snapdragon 888, RAM 12GB, pin 5000 mAh và khả năng kháng nước theo tiêu chuẩn IP68. Laser Phone 1 sử dụng màn hình XOLED 6,6 inch do Sharp sản xuất với độ phân giải 2730x1260 cùng tần số quét 240Hz giả lập, tần số quét thực là 120Hz. Cũng như các sản phẩm khác của Laker, mức giá của Laser Phone 1 là không hề rẻ. Người dùng sẽ phải bỏ ra tới $1,700, tức là hơn 39 triệu đồng thì mới có thể sở hữu được chiếc smartphone từ Laker. Mức giá này đắt gấp rưỡi so với những chiếc smartphone hàng đầu hiện nay như là iPhone 12 Pro Max hay là Galaxy S21 Ultra. Kể cả khi có tiền thì người dùng cũng sẽ gặp phải khó khăn nếu như muốn mua chiếc máy này. Laser Phone 1 là một sản phẩm độc quyền của nhà mạng SoftBank tại Nhật Bản và nhà mạng này thì hiện chưa có kế hoạch phân phối nó ở các quốc gia khác. Google đang phát triển mạng lưới tìm kiếm, quyết tâm cạnh tranh với Find My của nhà táo. Cả Samsung và Apple đều có công cụ theo dõi riêng, đó là SmartTag và AirTag. Điểm chung của cả hai là đều sử dụng mạng lưới thiết bị từ cộng đồng để giúp theo dõi và xác định vị trí thiết bị bị mất. Một thông tin rò rỉ cho biết rằng Google cũng đang có kế hoạch phát triển mạng cộng đồng tương tự để tìm ra những thứ bị mất. Thông tin này được tìm thấy trong phiên bản mới nhất trên dịch vụ Google Play 21.24.13 của một bản beta. Hai nội dung rò rỉ bao gồm có cho phép điện thoại xác định vị trí thiết bị của bạn và của người khác và câu thứ hai có ghi là mạng tìm thiết bị của tôi. Điều này gợi ý rằng Google sẽ tận dụng mọi thiết bị Android trên dịch vụ Google Play để xác định vị trí các thiết bị Android bị mất hoặc bị đánh cắp mà không cần phải có kết nối mạng. Thông tin từ nội dung đầu tiên gợi ý rằng tất cả những người bật tính năng tìm thiết bị của tôi cũng sẽ được yêu cầu để bật theo dõi các thiết bị mất khác. Hiện tại Google chưa tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào về mạng lưới tìm kiếm này. Cảnh giác với công nghệ sạc nhanh 200W của Xiaomi. Xiaomi đã tiết lộ công nghệ Hypercharge 200W với khả năng sạc pin 4000 mAh từ 0 đến 100% trong 8 phút hoặc 0 đến 50% trong 3 phút. Đó là một thành tích ấn tượng trong ngành công nghiệp sạc trên smartphone. Tuy nhiên thì một lưu ý là công suất sạc 200W của Hypercharge dễ bị quá nhiệt.
việc sạc đầy điện thoại chỉ trong vòng 8 phút có thể làm tăng thêm nhiệt một cách đáng kể. Chưa dừng lại ở đó thì dữ liệu phân tích từ My Smart Price cho thấy nếu như một người dùng Xiaomi với Hypercharge và chu kỳ sạc đầy mỗi ngày thì họ sẽ sử dụng smartphone của mình trong khoảng 2 năm trước khi bị suy giảm. Về cơ bản thì đối với những ai muốn chiếc smartphone của mình được bền hơn trong khoảng 4 năm thì tốt nhất hãy chỉ sử dụng công nghệ Hypercharge trong trường hợp khẩn cấp mà thôi. Một điều khá thú vị đó là các chuyên gia cho biết công nghệ Hypercharge sẽ làm giảm dung lượng pin xuống 80% sau 800 chu kỳ sạc xả, tốt hơn so với mức giảm dung lượng của pin thông thường vốn là xuống 80% sau 500 chu kỳ sạc xả. YouTube đưa tính năng Picture in Picture lên iPhone và iPad. YouTube đang mang một tính năng được mong đợi từ lâu và ứng dụng dành cho iOS, đó là Picture in Picture. Tất cả những người đăng ký Premium sẽ sớm được sử dụng sau đó và sẽ được triển khai cho tất cả mọi người. Picture in Picture cho phép người dùng xem video của YouTube trong một cửa sổ nhỏ nhưng vẫn sử dụng được những ứng dụng khác ngoài ứng dụng YouTube. Apple đã đưa PIP, tức là Picture in Picture, lên iPhone vào năm 2020 trên iOS 14 và nhiều ứng dụng phát trực tuyến video đã được tính năng này, bao gồm Netflix, Twitch, Amazon Prime Video, Disney Plus và Apple TV, nhưng YouTube vẫn chưa chịu hỗ trợ. Trên Android thì tính năng này đã có mặt từ năm 2018. Một số người dùng iOS có vào giải pháp thay thế để xem YouTube thông qua PIP, nhưng về cơ bản là nó không ổn định và chất lượng không cao. YouTube chưa tiết lộ lịch trình về thời điểm tính năng này sẽ có mặt dành cho người dùng miễn phí. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem thêm những bản tin kinh doanh khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.